Và bây giờ Hà muốn giới thiệu với quý vị một nhạc sĩ, thực ra là một người nhạc công thổi kèn saxophone đã rất quen thuộc với quý vị. Và hôm nay thì anh lại xuất hiện trong chương trình này với cương vị là một người ca sĩ, vừa là người nhạc sĩ viết nhạc của một ca khúc mà anh sẽ song ca cùng với Hà. Ca khúc Nguyện Yêu Mãi được thể hiện qua phần trình bày của Hà và người bạn nhạc sĩ, ca sĩ Hoài Phương. Lòng yêu em nguyện yêu mãi, dù rằng trong anh cuộc tình phương xa dồn nén bao ngày. Ước sao em được chìm trong vòng tay anh, chôn những buồn đau vào quên lãng. Em đây vẫn chờ ngày được bên anh. Chạnh lòng nơi đây nhìn về phương xa thật xa mãi, chiều buồn mưa rơi lạnh lùng đơn côi, biết em đang khóc thầm. Biết chăng anh yêu lòng em quặn đau nhói, muốn anh kề bên để em nói yêu anh mỗi ngày tròn kia. Hai nơi sóng gió xô con thuyền chơi vơi, vẫn biết có em yêu đợi chờ nơi bên xa. Dù bao tố mưa xa khiến lòng thêm đau, giọt nước mắt này vun tình mãi sau, vẫn nhớ đó những đêm giật mình. Em thao thức ngóng trông người tình nơi chốn xa. Ngày buồn quá mau, giờ mình bên nhau gần nhau mãi. Một đời yêu em, một đời thương anh, mình sẽ yêu nhau hoài. Những năm tháng ta phải chia lìa xa cách, có chăng tình yêu cần thử thách? Xin mãi thương yêu bù đắp cho trời vơi, vẫn biết có em yêu đợi chờ nơi bên xa. Dù bao tố mưa xa khiến lòng thêm đau, giọt nước mắt này buồn tình mãi sau, vẫn nhớ đó những đêm giật mình. Bên nhau
thương anh. Nguyện yêu Hoàng Phương, xin cảm ơn.